chào các bạn. Hôm nay trong tay mình đây là chiếc túi máy ảnh của hãng Artisan & Artist. Cái chiếc túi này có mã là Red Label. Thì như các bạn biết thì cái hãng Artisan & Artist này là một cái hãng chuyên sản xuất những cái phụ kiện dành cho máy ảnh cao cấp. Thì cái hãng Leica là một trong những hãng đã đặt riêng cho hãng này sản xuất cái túi máy ảnh dành cho dòng Leica M của mình. Đó. Và hôm nay chiếc túi này không phải là cái dòng cao cấp mà chỉ là dòng thấp của hãng này, và mình sẽ trên tay cùng các bạn. Rồi, như các bạn thấy cái bề ngoài của chiếc túi này rất là gọn nhẹ, thì nó thích hợp cho những bạn hay di chuyển nhiều như là đi xe đạp hoặc đi xe máy. Mình có thể vừa đi và mình dừng lại, mình thao tác chụp hình bất cứ lúc nào. Mình nói thêm về cái thiết kế của chiếc túi này, thì cái điểm đặc biệt của chiếc túi này, nó được thiết kế bởi cái lớp vải ni lông chống nước. Thì nó tiện cho những bạn mà hay di chuyển, ví dụ như trước giờ ta thường thấy là những cái túi máy ảnh khi mà bạn dính mưa hay gì thì bạn phải mất công phải ngồi ra phải gỡ cái túi áo mưa và trùm máy lại đó, thì cái này bạn không phải lo lắng điều đó. Mình đã thử xài đi những cái trận mưa lớn thì mình để vậy và mình đi luôn. Ở phía trên đỉnh túi ta có là cái dây kéo chống nước hoàn toàn, và cái lớp ni lông ở đây nó cũng kháng nước luôn. Cái tiếp theo là cái mình cần nói tới là cái phần cái quai đeo, thì nó là dạng quai đeo xéo đó. Với cái vai này mình có thể gỡ ra được, và này nó rất là êm khi các bạn để máy nhiều và nặng đó. Ở đây nó có một cái khóa trượt để ta tăng giảm cái chiều dài cái cọng dây, để cho rất là mình khi mình thao tác nó nhanh hơn rất là nhiều đó. Chứ bạn chỉ cần một ngón tay bạn sẽ kéo được cái chiều dài dây đó, và khi thao tác ta có thể kéo qua để mà lấy máy. Phía trong cái nắp thì ta có một cái ngăn nhỏ, ngăn phụ, thì cái ngăn này nó cũng có chia ra nhiều ngăn nhỏ để ta đựng bút viết hoặc là những cái thiết bị nhỏ như là thẻ nhớ hoặc là đầu đọc thẻ vân vân, và dây cáp đó. Rồi bên hông thì ta có hai túi bên hông, thì ta có thể tận dụng đựng đèn flash hoặc là những cái thiết bị nhỏ khác đó, như máy ghi âm hay gì để mình dễ thao tác hơn. Rồi về cái nội thất thì ở đây các bạn có thể thấy mình có thể bỏ được hai cái body này, hai body máy và ống kính nhỏ đó, và một cái ống kính này hoặc là một cái đèn flash nhỏ. Rồi ở đây là một cái laptop khoảng 13 tới 15 inch. Rồi cái điều đặc biệt hơn là cái ngăn trong mình có thể gỡ ra được. Đây, ở đây mình có các ngăn này để mình thay đổi kích thước đó, cũng giống như những túi máy ảnh khác, nhưng mà điều đặc biệt nó là cái lớp xốp nó rất là dày đó, thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn cho máy của bạn khi mà các bạn quăng quật hay di chuyển. Bỏ qua cái yếu tố về cái thương hiệu thì cái điểm đặc biệt của chiếc túi này là nó đẹp và lạ. Mình sử dụng nó mình rất là thích. Thì cái túi này đang được bán với giá là 4,7 triệu, và cái túi nhỏ hơn, cái size nhỏ hơn đựng laptop 13 inch SD100 thì nó được bán với giá là 4,5 triệu. Rồi xin cảm ơn các bạn.